Willkommen zu einem neuen Video von mir. Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi bài học mới của mình. Các bạn thân mến, trong một vài ngày qua thì mình có thực hiện một cái cuộc khảo sát nho nhỏ ở trên Facebook. Thì qua đó mình nhận thấy rằng phần lớn các bạn có mong muốn được học những cái câu giao tiếp thông dụng hàng ngày trong tiếng Đức. Tất nhiên là ở trên mạng các bạn có thể dễ dàng tìm thấy được những cái trang web tổng hợp những cái từ vựng hay là những cái mẫu câu giao tiếp trong tiếng Đức với nhiều chủ đề khác nhau. Thế nhưng mà theo mình thì phần lớn chúng có vẻ hơi lý thuyết và cũng hơi hạn chế về cái tình huống giao tiếp. Các bạn có thể học thuộc hàng trăm từ vựng hay là các mẫu câu. Tuy nhiên để có thể nhớ được chúng và áp dụng được vào trong giao tiếp hàng ngày thì nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Một lời khuyên của mình dành cho các bạn là các bạn không cần phải biết hết tất cả, mà các bạn chỉ cần nắm chắc được một số từ vựng trong một vài những cái trường hợp nhất định, cũng như là nhớ được những cái câu hỏi ngắn, đơn giản, phục vụ cho cái tình huống giao tiếp của mình. Khi mới sang Đức thì cứ tạm như vậy đã. Phải ở một thời gian và qua một cái quá trình học tập, rèn luyện thì cái khả năng phản xạ của các bạn mới tốt hơn được, và cũng như là cái cách sử dụng ngôn ngữ của các bạn mới có thể phong phú lên được. Vậy nên là các bạn không cần lo lắng là hiện tại mình học trước quên sau. Học mà quên là một chuyện rất là bình thường. Chúng ta phải quên cái này thì mới có thể tiếp thu được cái mới, đúng không ạ? Và việc học có hiệu quả hay không thì cũng phụ thuộc khá là nhiều vào cái cảm xúc của người học. Đó là với những cái mà các bạn coi là quan trọng thì tự khắc là các bạn sẽ nhớ, và thậm chí là có thể nhớ rất là lâu. Vậy nên qua chuỗi bài học Alltagsdeutsch, tiếng Đức hàng ngày, thì mình muốn mang tới cho các bạn một cái sự tổng hợp những từ vựng và cũng như là những cái mẫu câu diễn đạt trong những cái tình huống quan trọng nhất dành cho một sinh viên mới sang Đức. Mặc dù vậy thì những cô chú hay là các anh chị sắp sửa sang Đức hay là mới ở Đức một thời gian ngắn thì cũng có thể tìm được những cái điều rất là hữu ích qua những cái video này. Ở đây thì mình sẽ không đọc như một cái máy, bởi vì mình nghĩ như vậy sẽ rất là chán, không chỉ cho mình mà cũng là cho các bạn. Thay vào đó thì mình sẽ đưa vào những cái thông tin quan trọng liên quan tới chủ đề đó, được đúc kết từ chính những sự trải nghiệm của mình trong 6 năm sống và học tập tại nước Đức. Ok, klingt gut. Các bạn thấy có ổn không ạ? Vậy thì, lass uns anfangen. Hãy cùng bắt đầu nhé. Chủ đề đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, như các bạn có thể thấy, đó là về ngân hàng. Vì sao mình lại chọn chủ đề này để bắt đầu? Bởi vì nó rất là quan trọng. Nếu như mà không có một tài khoản ở một ngân hàng của Đức, thông thường thì là Deutsche Bank, thì các bạn không thể xin được visa, chứ chưa nói đến việc là đặt chân được tới nước Đức. Theo quy định thì tất cả những sinh viên đến từ những nước không thuộc khối EU, trong đó có Việt Nam, tất nhiên, thì sẽ phải chứng minh tài chính, và phải chứng minh bằng việc là mở một tài khoản ở ngân hàng của Đức, và với một cái số dư đó là 8.040 euro ở thời điểm hiện tại. Tất cả những cái thủ tục để mở tài khoản thì các bạn có thể tìm thấy được ở trên mạng, những thông tin rất là chi tiết. Mình sẽ không đề cập về chúng ở đây, bởi vì mình cũng không có ý định tư vấn du học. Ok, tài khoản khi mà các bạn mở lúc này ở Việt Nam được gọi là Sparkonto. Sparkonto có nghĩa là tài khoản phong tỏa. Nghe chữ phong tỏa thì có vẻ hơi ghê gớm, nhưng thực ra thì nó có nghĩa là các bạn không thể sử dụng hay là giao dịch bằng cái tài khoản này cho đến khi mà các bạn đặt chân tới nước Đức. Và với tài khoản này thì mỗi tháng bạn không thể rút quá 670 euro. Chừng nào các bạn đặt chân đến nước Đức thì các bạn sẽ phải đến một trong những cái chi nhánh của cái ngân hàng mà các bạn có đặt Sparkonto, hay ở đây là Deutsche Bank. Deutsche Bank rất đơn giản có nghĩa là ngân hàng Đức. Để mà có thể hoàn thành được cái thủ tục cấp thẻ cho các bạn. Khi đến ngân hàng thì bạn cần mang theo, thông thường là cần mang theo những cái giấy tờ sau đây. Thứ nhất đó là Pass hoặc là Reisepass, nghĩa là hộ chiếu. Studentenausweis, Studentenausweis, thẻ sinh viên. Nếu không thì các bạn cần có Immatrikulationsbescheinigung. Immatrikulationsbescheinigung. Immatrikulationsbescheinigung.
tức là giấy chứng nhận là sinh viên của trường, hoặc là Zulassungsbeschein. Zulassungsbeschein, giấy chứng nhận nhập học tạm thời. Và Meldebestätigung der Ausländerbehörde. Meldebestätigung der Ausländerbehörde. Meldebestätigung der Ausländerbehörde, giấy chứng nhận cư trú của sở ngoại kiều. Khi ở ngân hàng thì bạn có thể yêu cầu như thế này: Ich möchte mein Sparkonto aktivieren. Ich möchte mein Sparkonto aktivieren. Các bạn đừng quên, trước tiên là chúng ta hãy chào hỏi nhé. Guten Tag, ich möchte mein Sparkonto aktivieren. Tôi muốn kích hoạt tài khoản của mình. Nhân viên ngân hàng sẽ giúp bạn điền vào một cái mẫu đơn gọi là Serviceauftrag. Bạn lưu ý là các bạn cần cung cấp địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn ở Đức cho ngân hàng. Có một điều rất là buồn cười là khi ở mới sang Đức thì rất là hiếm người có thể nhớ hoặc phải thuộc lòng được cái địa chỉ của mình. Bởi vì ở Đức thì có cái mã vùng của bưu điện rất là dài, rất là khó nhớ. Vậy nên thì lời khuyên của mình cho các bạn là các bạn hãy ghi cái địa chỉ đó vào một tờ giấy hoặc là lưu vào điện thoại để khi nào cần thì có thể lấy ra và chép, rất là đơn giản. Chiếc thẻ như thế này nó được gọi là EC card, tức là thẻ ngân hàng ở Đức. Thông thường thì từ khi mà các bạn nộp đơn cho tới khi mà các bạn nhận được thẻ thì sẽ phải mất tầm khoảng 1 đến 2 tuần, theo mình nhớ không nhầm là như vậy. Thẻ và mã số PIN sẽ được gửi riêng thành 2 lần qua đường bưu điện về cái địa chỉ mà các bạn cung cấp cho ngân hàng. Nếu như ngay lúc đó mà bạn cần tiền mặt thì bạn cũng có thể hoàn toàn yêu cầu nhân viên ngân hàng rút tiền từ tài khoản của mình cho các bạn. Các bạn có thể nói như sau: Ich möchte gern 200 Euro abheben. Ich möchte gern 200 Euro abheben. Ich möchte gern 200 Euro abheben. Tôi muốn rút 200 euro. Các bạn muốn rút bao nhiêu tiền thì các bạn hoàn toàn có thể nói với họ. Ok? Nhân viên ở đó có thể hỏi lại bạn như thế này: Wie hätten Sie es gern? Wie hätten Sie es gern? Wie hätten Sie es gern? Ông hay là bà muốn tiền ở mệnh giá nào? Tùy thuộc vào nhu cầu các bạn, nhưng mà để chi tiêu hàng ngày ở Đức thì tốt nhất là nên lấy 5 euro hay là 10 euro hay 20 euro. Ví dụ như là các bạn muốn lấy tiền mệnh giá 20 euro thì các bạn hãy nói: In 20ern bitte. In 20ern bitte. In 20ern bitte. Nếu như mà họ đưa cho bạn một cái tiền mệnh giá lớn thì các bạn có thể yêu cầu lại là: Könnten Sie mir ein paar kleinere Scheine geben? Könnten Sie mir ein paar kleinere Scheine geben? Könnten Sie mir ein paar kleinere Scheine geben? Hoặc là nếu như các bạn mang theo tấm xác và các bạn muốn rút tiền thì các bạn thể nói: Ich möchte gerne diesen Scheck einlösen, bitte. Ich möchte gern diesen Scheck einlösen, bitte. Ich möchte gern diesen Scheck einlösen, bitte. Hoặc là nếu như các bạn muốn đổi tiền: Ich möchte gern Geld wechseln. Ich möchte gern Geld wechseln. Ich möchte gern Geld wechseln. Ngoài tài khoản này ra thì các bạn cũng nên mở thêm một Girokonto ở một ngân hàng khác, để đề phòng trường hợp là các bạn muốn rút nhiều hơn cái số tiền cho phép là 670 euro một tháng, hay là có khi là các bạn bị mất thẻ và thì các bạn vẫn có một cái thẻ dự trữ để mà dùng. Ok. Và đặc biệt là nếu như bạn đi làm thêm ở bên này thì một cái giro control là một điều bắt buộc. Yeah. Giro xuất phát từ từng ý, có nghĩa là sự xoay chuyển, thường. Bởi vì cái số tiền trong tài khoản này có thể lưu thông một cách không hạn chế như là Sparkonto. Những ngân hàng phổ biến thì các bạn có thể
mở một girokonto ở bên này, đó là Sparkasse oder Postbank oder Volksbank. Hầu hết những ngân hàng này đều miễn phí mở girokonto cho sinh viên và các bạn cũng không phải trả phí để hàng tháng để duy trì tài khoản. Và ngay cả khi các bạn rút tiền ở những máy rút tiền tự động thì cũng không phải mất phí như là ở Việt Nam. Phone của chỗ đó. Khi mà đến ngân hàng thì các bạn có thể nói như thế này: Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng những dịch vụ khác như là Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Tôi muốn nạp tiền vào tài khoản của mình. Ich würde gern Geld auf dieses Konto überweisen. Ich würde gern Geld auf dieses Konto überweisen. Ich möchte gern Geld auf dieses Konto überweisen. Tôi muốn chuyển tiền vào tài khoản này. Ich möchte eine verlorene, gestohlene Bankkarte melden. Ich möchte eine verlorene, gestohlene Bankkarte melden. Ich möchte eine verlorene, gestohlene Bankkarte melden. Các bạn nói câu này khi mà các bạn muốn thông báo về việc là các bạn bị mất hay là bị trộm thẻ. Ich möchte gern eine Adressänderung melden. Ich möchte gern eine Adressänderung melden. Ich möchte gern eine Adressänderung melden. Khi mà các bạn chuyển chỗ ở thì các bạn cần phải thông báo cho ngân hàng về cái địa chỉ mới của mình. Ich habe die PIN für meine Karte vergessen. Ich habe die PIN für meine Karte vergessen. Ich habe die PIN für meine Karte vergessen. Khi mà các bạn quên mất cái mã PIN của mình. Một vài những cái từ vựng quan trọng khác liên quan tới chủ đề ngân hàng mà các bạn cũng cần lưu ý. Đó là Der Geldautomat. Der Geldautomat. Máy rút tiền. Der Kontoauszug. Der Kontoauszug. Đây là một cái tờ giấy mà có ghi lại những cái thông tin giao dịch bằng tài khoản của bạn, cũng như là cái số dư trong tài khoản của bạn hiện tại. PIN hoặc là Identifikationsnummer, có nghĩa là mật mã tài khoản. Geld abheben. Geld abheben. Rút tiền. Geld überweisen. Geld überweisen. Chuyển tiền. Ở Đức thì có rất là nhiều máy rút tiền, và để có thể sử dụng được những cái máy rút tiền đó thì ban đầu các bạn cũng cần phải biết một số những cái từ vựng căn bản xuất hiện trên máy. Và sau đây thì mình sẽ có một cái danh sách những cái từ đó. Bitte geben Sie Ihre Karte ein. Bitte geben Sie Ihre Karte ein. Yêu cầu bạn cho thẻ của mình vào. Bitte geben Sie Ihre PIN ein. Bitte geben Sie Ihre PIN ein. Yêu cầu bạn nhập mật mã. Nếu như mà bạn nhập sai thì nó sẽ xuất hiện thông báo là falsche PIN. Falsche PIN. Lúc này thì các bạn sẽ phải nhập lại mật khẩu của mình. Và sau khi nhập xong thì các bạn ấn nút Bestätigung. Đó thường là nút màu xanh. Bestätigung có nghĩa là xác nhận. Trong tiếng Anh thì có thể hiểu là Enter. Bitte wählen Sie eine Funktion aus. Có nghĩa là các bạn hãy chọn một trong những cái dịch vụ mà mình muốn. Bitte wählen Sie den gewünschten Betrag aus. Bitte wählen Sie den gewünschten Betrag aus. Các bạn lựa chọn xem là mình muốn rút bao nhiêu tiền. Nếu như các bạn muốn rút một số lượng tiền khác với cả những con số hiển thị trên màn hình thì các bạn có thể ấn vào nút Andere Betrag. Andere Betrag. Số lượng khác. Sau khi ấn xong thì các bạn có thể nhìn thấy một cái thông báo là Ihr Vorgang wird bearbeitet.
Ihr Vorgang wird bearbeitet. Cái yêu cầu của bạn đang được xử lý. Bitte warten. Bitte warten. Hãy vui lòng chờ. Nếu như trong tài khoản của bạn không có đủ số tiền mà các bạn muốn rút, thì các bạn có thể nhìn thấy thông báo là Kontostand nicht ausreichend. Kontostand nicht ausreichend. Weitere Dienst. Weitere Dienst. Nếu như các bạn muốn tiếp tục sử dụng cái dịch vụ khác. Karte entnehmen. Karte entnehmen. Yêu cầu các bạn hãy rút thẻ ra. Also, các bạn không cần phải học thuộc hết tất cả những cái từ vựng này, mà các bạn chỉ cần nhớ là từ nào thì có nghĩa là gì để có thể thao tác được với cả máy rút tiền. Thì sau một vài lần thao tác thì các bạn sẽ quen và các bạn sẽ có thể làm việc đó một cách rất rất là dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Tschüss! Viel Spaß!